Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Đi Đúng của chúng tôi. Nút giao thông Cầu Giấy - Láng Bưởi là nút giao thông huyết mạch của thành phố Hà Nội. Từ đây các phương tiện sẽ di chuyển vào quận nội thành. Hướng đi từ Cầu Giấy về Nguyễn Khang, ô tô không được phép rẽ phải đi lối này do có biển báo cấm ô tô rẽ phải, vậy nên hãy hết sức lưu ý khi đi đoạn đường này. Theo Nghị định 100/2019 Nghị định Chính phủ, tại điểm A khoản 1 điều 5, xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Vì vậy, mức phạt tiền sẽ từ 200.000 đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe có hành vi vi phạm, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu. Muốn rẽ phải từ Cầu Giấy về đường Láng đi ngã tư Sở, các bạn không được phép rẽ phải khi có đèn đỏ, chỉ khi đèn xanh mới được phép rẽ. Lưu ý trước khi rẽ nhớ bật xi nhan, nếu các bạn chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ sẽ bị xử phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng đối với xe máy, còn đối với ô tô sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Với trường hợp vi phạm rẽ phải khi có đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, người điều khiển phương tiện vẫn bị lực lượng chức năng xử phạt như sau. Theo Nghị định 100/2019 Nghị định Chính phủ, phạt tiền từ 600.000 đến 1 triệu đồng đối với xe máy. Không chỉ vậy, còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Xử phạt hành chính từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng và từ 2 đến 4 tháng nếu gây tai nạn đối với người điều khiển xe ô tô. Ngoài ra còn có hai biển báo cấm quay đầu, một biển phía bên tay phải ở cột đèn giao thông và một biển phía bên tay trái hướng rẽ ra đường Bưởi. Rất nhiều phương tiện không chú ý đã vi phạm biển báo lưu thông khi trên đoạn đường này. Các bạn hãy chia sẻ cho mọi người, bạn bè, gia đình nếu thường xuyên di chuyển hoặc lần đầu đi qua tuyến đường từ Cầu Giấy rẽ ra Nguyễn Khang, ngã tư Sở, Bưởi. Hy vọng các bạn sẽ không vi phạm những lỗi cơ bản mà chúng tôi đã chỉ ra. Video của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Hãy luôn ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Đi Đúng. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.